Nay mình đi làm ngày thứ ba nè cả nhà. Trang trí đá đền dán hết nè. Cả nhà có ai có nhu cầu thì mình để số điện thoại với đường link nữa nha. Có nhu cầu gì nhắn tin cho mình đi, mình gọi điện lại cho cả nhà. Cả nhà có nhu cầu làm hồ nông bộ, hồ cá rồi mà. Kích thước, kích cỡ cỡ nào mình cũng làm được hết cả nhà. Nhà ở thành phố hay là Đồng Nai, Long An, ở đâu gần gần thành phố, alo nhắn tin cho mình đi, mình gọi điện lại. Cái này mình quay nó không được đẹp chứ ở ngoài mình giờ nó mới đẹp nữa nha. Giờ bắt đầu mình làm cái nền, cán nền ở đây. Cả nhà theo dõi nha. Rồi cả nhà có ai có nhu cầu thì nhắn tin cho mình đi, mình gọi điện lại cho. Mình có để cái số điện thoại ở dưới phần mô tả. Cái này còn trồng cây rồi nữa cả nhà. Trồng cây nước thác đổ đẹp lắm. Nhà có nhu cầu làm quán cà phê hay là khách sạn hay là nhà hàng gì, hay là ở nhà muốn làm cho đẹp cũng ok lắm cả nhà. Dưới đây là hồ cá coi luôn. Hồ nuôi cá luôn nha, cá coi. Chút mình bắt làm mình không có nói chuyện được nhiều cả nhà, mong cả nhà thông cảm. Giờ bữa mấy lỗ này mình trồng cây vô đó nè.
rồi ngày nay xong rồi nữa nha, xong ngày nay còn ngày mai nữa. Rồi anh clip mình sẽ tới đây mình tạm dừng nha cả nhà, hẹn ở nhà clip sau nha.